Kính chào quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình 10 phút cảnh báo được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, thời điểm này nhiều địa phương trên cả nước đã hoàn thành gieo cấy vụ lúa đông xuân 2022-2023. Lúa đang hồi xanh và đẻ nhánh rộ. Còn với trà lúa đông xuân sớm ở đồng bằng sông Cửu Long, nhiều diện tích lúa đang vào thời kỳ đứng cái làm đồng. Đây là giai đoạn lúa xuân dễ bị tấn công bởi sâu bệnh hại, trong đó có bệnh đạo ôn. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường phát triển mạnh và gây thiệt hại nặng nhất trong vụ đông xuân, đặc biệt kể từ sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua, với thời tiết lạnh, độ ẩm cao và sương mù về đêm đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại rải rác tại một số tỉnh thành trên cả nước. Theo thống kê của Cục Bảo vệ Thực vật, hiện nay trên cả nước, diện tích lúa nhiễm đạo ôn lá vào khoảng 17.862 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Bình Thuận, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Long An, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh. Diện tích lúa nhiễm đạo ôn cổ bông là 7.864 ha, phân bổ chủ yếu tại các tỉnh Vĩnh Long, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang. Chỉ riêng tại tỉnh Quảng Bình, tính đến ngày 23 tháng 2 vừa qua, diện tích lúa đông xuân toàn tỉnh bị nhiễm bệnh đạo ôn lá là khoảng 56 ha. Trong đó, huyện Lệ Thủy 19 ha, thị xã Ba Đồn 17 ha, huyện Quảng Ninh 12 ha, huyện Minh Hóa 8 ha, tỷ lệ phổ biến từ 8 đến 10%, nơi cao nhất là 15 đến 17%. Bệnh xuất hiện phần lớn trên các giống lúa P6, CT2, HN6. Trong khi đó tại tỉnh Phú Yên, bệnh đạo ôn lá gây hại với tổng diện tích nhiễm là 23 ha, tỷ lệ bệnh từ 15 đến 20% lá, giai đoạn sinh trưởng cuối đẻ nhánh đến đồng, diện tích nhiễm nhẹ 15 ha. Tỷ lệ bệnh từ 5 đến 10% lá, diện tích nhiễm trung bình 5,5 ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa và Tuy An. Tại tỉnh Kiên Giang, diện tích bị nhiễm đạo ôn đến nay là 4.000 ha, giảm 2.000 ha so với tuần trước. Tỷ lệ nhiễm từ 5 tới 10% xuất hiện chủ yếu tại các huyện Hòn Đất, Rồng Riềng, Kiên Lương, Giang Thành và Châu Thành. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất lúa vụ đông xuân, hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật các tỉnh đang đề nghị các địa phương khẩn trương thông báo, hướng dẫn, chỉ đạo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và triển khai phòng trừ kịp thời theo các biện pháp kỹ thuật. Thưa quý vị, bệnh đạo ôn là một trong những dịch hại nguy hiểm làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng lúa. Tác nhân gây bệnh có thể tấn công mọi giai đoạn của cây lúa, bắt đầu từ giai đoạn mạ hoặc là sau khi gieo cấy cho đến trước chỗ thì gọi là bệnh đạo ôn. Bệnh có thể gây hại trên cổ lá nên gọi là thối cổ lá hoặc gây hại trên cổ bông nên gọi là bệnh đạo ôn cổ bông làm lép hạt. Bệnh nặng sẽ làm mất trắng năng suất nếu như bà con nông dân không phát hiện sớm và phòng trị kịp thời. Lá lúa xuất hiện một chấm nhỏ, rồi sau đó lan rộng ra làm cây lúa úa vàng và cháy từng chòm. Đây là những dấu hiệu của bệnh đạo ôn trên lúa. Bệnh đạo ôn là một trong những bệnh nguy hiểm nhất trên cây lúa. Khi dịch bệnh đạo ôn xảy ra trên diện rộng, sẽ gây ra thiệt hại đến năng suất và sản lượng lúa. Thậm chí, nếu bệnh lan rộng và ở mức độ nặng, thì nông dân có thể rơi vào cảnh mất trắng. Nó ngại nghĩa là cây lúa phát triển bao nhiêu, thì đến lúc đó là càng sâu bọ, là nó cũng phát triển mạnh. Khi bắt đầu đạo ôn lá mà không xử lý ngay là cây lúa như vậy là sẽ từ từ như vậy là trong đó là nó đổi màu, nó cảm thấy nó cứ rụt lại. Thời điểm mà lúa mà phát triển tốt ấy thì nó cũng liên quan đến cái thời tiết mà cái lúc nó chỗ bông. Nếu như sớm mà thời tiết không ủng hộ thì cái này chúng tôi cũng rất là lo về cái vấn đề là năng suất. Bệnh đạo ôn do nấm Pericularia oryzae gây ra. Nấm tồn tại ở dạng sợi nấm, bào tử trong rơm rạ, lúa chết. Ngoài ra, nấm còn tồn tại trên ký chủ phụ mọc quanh ruộng như các loài cỏ lục vực, đuôi phụng, cỏ chỉ, lúa ma, sinh trưởng phát triển quanh năm. Bào tử thường phát sinh vào ban đêm, tính gây bệnh thay đổi tùy theo giống và điều kiện thời tiết. Thường là nó xuất hiện là vào những cái lúc mà trời là nhiệt độ là không cao hoặc không thấp, tức là nhiệt độ mát. Thế và trời lại không có nắng, âm u. Thì đấy là phát triển rất là mạnh, đấy là điều kiện gọi là thuận lợi nhất để cho cái nấm của cái bệnh nó gọi là bệnh đạo ôn sinh sôi và nảy nở. Thế và nó phá hủy bộ lá ở giai đoạn lúa đang đang đẻ nhánh. Thế và đặc biệt nguy hiểm là cái giai đoạn nó trổ bông đấy, hoặc là lúa chắc xanh. Đấy, nếu trổ bông thì nó gây ra một cái hiện tượng là lép 100%, tức là nhìn vào cái cánh đồng là bông là trắng xóa. Thế còn nếu mà trổ bông mà bị thì nó gây lửng lép cho cái lúa. Cho nên thất bát thường là từ
10-15% cho đến 100%. Cũng theo các chuyên gia nông nghiệp, bệnh đạo ôn thường phát triển mạnh ở những chân ruộng trũng khó thoát nước. Nếu bà con sử dụng giống nhiễm, gieo xạ quá dày khiến ruộng không thông thoáng hoặc bón thừa phân đạm thì bệnh sẽ có cơ hội phát triển mạnh hơn. Thưa quý vị, thực tế đồng ruộng cho thấy trong những năm gần đây, bệnh đạo ôn đã trở nên phổ biến và xuất hiện ở tất cả các vụ lúa trong năm. Riêng trong vụ đông xuân có nhiều điều kiện thuận lợi để nấm bệnh phát triển, gây hại nặng trên diện rộng. Đặc biệt tại miền Bắc, lúa đông xuân vào giai đoạn con gái, đứng cái làm đồng là thời kỳ cao điểm để bệnh đạo ôn bùng phát, nhất là khi thời tiết xuống thấp từ 20 đến 23 độ C, ẩm độ không khí bão hòa và trời âm u. Vì vậy, quản lý tốt dịch đạo ôn là yếu tố vô cùng quan trọng, góp phần bảo vệ tốt thành quả sản xuất của bà con trong vụ lúa đông xuân. Vụ đông xuân vừa qua, gia đình ông Nguyễn Văn Tới, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy gieo cấy hơn 3 sào lúa. Tuy nhiên hiện nay, một số diện tích lúa của gia đình ông bị nhiễm bệnh đạo ôn khá nặng, mặc dù gia đình đã thực hiện nhiều biện pháp phòng trừ. Vừa rồi là hợp tác xã lúa để phun thuốc đạo ôn. Tôi đã đến phun kịp thời. Nhưng mà cái bệnh là đạo ôn phát triển quá nhanh. Nên là sau khi là phun lần trước và cách sau 5 ngày, chúng tôi thăm ruộng lại để là kiểm tra ruộng thì thấy ruộng bị bệnh nặng hơn nữa và bị phá hủy một số đạo ôn phá rất nhanh và là phá hủy nhiều đám cháy. Hiện tại là thiệt hại cũng khoảng 3 đến 40%. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình, bệnh đạo ôn lá nếu không phòng trừ sớm và triệt để sẽ gây cháy lá, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây. Ngoài ra còn tích tụ nguồn nấm bệnh gây hại cổ bông giai đoạn làm trổ, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lúa. Hiện Chi cục đã tăng cường bám sát cơ sở, hướng dẫn nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu để phòng trừ đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các địa phương cũng khẩn trương thông báo tình hình, hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt trên các giống lúa nhiễm phát hiện sớm và triển khai phòng trừ kịp thời. Cái diện tích mà bị cái đạo ôn mà nặng tức là đã cháy thì đề nghị tức là trước khi phun thì bà con nông dân là phải tổ chức cắt bỏ lá, tức là cắt ngang cái diện tích mà phía trên, tức là cắt xẻo ngang cái lá đấy. Để khi cái lá mới nó lên thì như vậy bà con nông dân là sẽ tổ chức phun thì mới có hiệu quả. Còn nếu như để như thế này phun thì thường không có hiệu quả. Thì phía chi cục thì cũng là thời điểm để sản xuất đông xuân thì thắng lợi, mà đặc biệt là cái đạo ôn rất là nguy hiểm, cho nên chi cục cũng đề nghị ban các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo bà con nông dân và các ban ngành tổ chức phòng trừ sớm và đảm bảo cái hiệu quả, đạt cái sản xuất đông xuân thắng lợi. Cũng theo Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình, ở những ruộng đang bị bệnh, bà con cần ngừng bón đạm, kali, phân bón lá, các chất kích thích sinh trưởng, sử dụng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ. Đồng thời cần chú ý tiến hành phun thuốc khi bệnh mới chớm xuất hiện, lúc tỷ lệ hại còn thấp, nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát, phun thuốc ướt đều trên mặt lá. Ngoài ra, bà con cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa đông xuân. Thưa quý vị, hiện nay bệnh đạo ôn lá đang gây hại rải rác trên các trà lúa tại một số tỉnh thành trên cả nước. Vì vậy, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do các đối tượng dịch hại này gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo bà con các biện pháp phòng trừ như sau. Bà con nông dân cần đảm bảo đủ nước, bón phân cân đối, đúng kỹ thuật, tạo điều kiện cho cây khỏe, tăng khả năng chống chịu các đối tượng dịch hại. Đối với trà lúa xuân muộn, bón thúc hết lượng kali còn lại vào giai đoạn lúa phân hóa đồng. Những diện tích xanh tốt không nên bón đạm, cùng với đó cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân rõ các trà lúa. Bà con lưu ý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, dịch hại để phòng trừ kịp thời. Không phun thuốc tràn lan để bảo vệ thiên địch và bảo vệ môi trường. Cụ thể, đối với ruộng bị bệnh đạo ôn lá, dừng ngay việc bón các loại phân, đặc biệt là phân đạm. Không được phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá và luôn giữ đủ nước trong ruộng từ 2 đến 3 cm. Tiến hành phun trừ trên những ruộng có tỷ lệ bệnh lớn hơn hoặc bằng 3% số lá bằng các loại thuốc đặc hiệu. Đối với những ruộng bị bệnh nặng, phải phun kép 2 lần. Lần 2 cách lần 1 từ 5 đến 7 ngày. Trước khi phun thuốc, cần loại bỏ các lá bị bệnh nặng rồi tiêu hủy mới tiến hành phun thuốc. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, phun phòng theo tốc độ lúa chỗ trên những ruộng đã bị bệnh đạo ôn lá, ruộng xanh tốt, gần nguồn bệnh, giống nhiễm. Thời gian phòng trừ khi lúa thấp thó chỗ từ 3 đến 5%. Đối với những ruộng bị đạo ôn lá nặng, cần phải phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5 đến 7 ngày bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 10 phút cảnh báo của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.